Những năm 2000, 2010, Việt Nam chỉ là một nước không tên tuổi là bao. Rất nhiều người trên thế giới nhắc tới Việt Nam đều nhắc tới nhất chính là chiến tranh Việt Nam, đất nước nghèo đói. Vậy mà những năm gần đây, Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, xuất hiện như một điểm sáng trên thế giới. Chào! Ngày mới ép gửi lời chào và lời chúc tươi đẹp tới tất cả các bạn nha! Những năm 2000, 2010, Việt Nam chỉ là một nước không tên tuổi là bao. Rất nhiều người trên thế giới nhắc tới Việt Nam đều nhắc tới nhất chính là chiến tranh Việt Nam, đất nước nghèo đói. Vậy mà những năm gần đây, Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, xuất hiện như một điểm sáng trên thế giới. Các báo từ những nước xung quanh như Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Hàn, tới các nước châu Âu, Mỹ đều đăng tải rất nhiều. Thậm chí chỉ hơi động thái một chút là thấy có báo đăng rồi, kiểu người nổi tiếng ấy mà, he he. Không chỉ có báo chí, các kênh truyền hình nổi tiếng như CNN, Discovery cũng bắt đầu có những chương trình về Việt Nam xuất hiện nhiều hơn, tần suất dày hơn, liên tục hơn. Nửa cuối tháng 11 năm 2018, khán giả truyền hình CNN có dịp khám phá thủ đô Hà Nội qua một chương trình đặc sắc, chủ đề Street Life Hanoi, tạm dịch là đường phố Hà Nội, do CNN Vision, trung tâm sáng tạo toàn cầu của CNN International sản xuất. Chương trình được coi là một trong những kênh thông tin nhằm đem sự đa dạng đáng kinh ngạc khắp thế giới thành tiêu điểm điện ảnh, kể những câu chuyện truyền cảm hứng cho khán giả trên khắp thế giới của CNN. Việc giới thiệu thủ đô Hà Nội thông qua dịch vụ tin tức nổi tiếng thế giới được phát bằng 7 thứ tiếng trên khắp các hệ thống truyền hình lớn, bao gồm nền tảng kỹ thuật số và di động, tiếp cận 450 triệu hộ gia đình trên toàn cầu nói trên, được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá rộng rãi hơn hình ảnh Việt Nam với thế giới. Thực tế, trong 30 phút của chương trình, người xem, kể cả là những khán giả trong nước, không khỏi giật mình về những khám phá quen mà lạ từ ekip làm phim mang lại. Ở đó, phố cổ Hà Nội tưởng chừng rất quen, nhưng có lẽ ít ai có dịp khám phá các ngóc ngách bằng xe mô tô 3 bánh qua tour du lịch độc đáo của nhà thiết kế đồ họa người Mỹ đã sống ở Hà Nội hơn 20 năm qua, Steve Christensen. Con phố Tạ Hiện với lịch sử văn hóa bia tại Hà Nội, chả cá nổi tiếng lâu đời tại đất thủ đô, hay phố cây cảnh Hoàng Hoa Thám với đầy những cửa hàng bán hoa và cây cảnh. Có chợ chim và chợ đồ cổ vào thứ Bảy hàng tuần, mang đến nhiều thông tin thú vị, hấp dẫn. Và mới đây, kênh truyền hình Discovery khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Discovery Network Asia Pacific vừa công bố ngày 27 tháng 12 năm 2018 tìm tài liệu Việt Nam Connecting East Africa, cách người Việt Nam thay đổi viễn thông tại Đông Phi sẽ chính thức phát sóng trên kênh Discovery Đông Phi, Discovery East Africa và phát lại trên kênh Discovery Đông Nam Á, Discovery Southeast Asia vào ngày 30 tháng 12 năm 2018. Có thời lượng 24 phút, phim kể về câu chuyện phát triển công nghệ viễn thông của người Việt ở Đông Phi, vai trò to lớn của Việt Nam trong nền cách mạng hóa viễn thông ở khu vực Đông Phi với các ứng dụng trên nền tảng 3G, 4G kết nối với các nước phát triển trên thế giới với nhau, được truyền tải chân thực và sinh động qua nhiều giai đoạn, từ xây dựng cơ sở hạ tầng ở Tanzania đến việc mang lại các dịch vụ di động đến những người sống ở các ngôi làng hẻo lánh nhất ở Mozambique. Phát hành Cách người Việt Nam thay đổi viễn đông tại Đông Phi cũng là lần đầu tiên phim tài liệu về người Việt Nam ở nước ngoài được phát sóng trên Discovery. Điều này được kỳ vọng sẽ mở ra những tiền lệ tốt đẹp hơn cho việc quảng bá đất nước con người Việt trên sóng truyền hình nổi tiếng thế giới. Nói như cách chia sẻ của bà Hà Thục Vân, giám đốc điều hành công ty Redbrick, đối tác sản xuất các phim tài liệu nói trên, thay vì phải mất nhiều triệu USD để làm phim quảng bá như cách lựa chọn của thành phố Hà Nội trước đây, cách làm này hiệu quả mà không tốn nhiều kinh phí như thế. Thực tế, trước phim Cách người Việt Nam thay đổi viễn đông tại Đông Phi, từ năm 2011 đã có 4 phim về Việt Nam được phát sóng trên Discovery khu vực châu Á, thu hút một lượng lớn người xem trong khu vực. Những chiến binh chống tắc đường, Giam Buster, dạp chiếu phim di động của ông Long, Miss Long Traveling Cinema, Thành phố 1000 năm, A Thousand Year Hanoi và câu chuyện cải táng, Digging Up the Dead. Việc sản xuất và phát sóng các phim này trên Discovery gây nhiều ngạc nhiên, bởi như chia sẻ của bà Hà Thục Vân là lâu nay Việt Nam thường chỉ tham gia các phim theo kiểu làm dịch vụ nào đó cho sản xuất nước ngoài, có nghĩa là họ đã sẵn ý tưởng, đề tài, sang Việt Nam trực tiếp làm phim. Nhưng với các phim này, nhà sản xuất Việt Nam có ý tưởng, đề tài được chọn và được đầu tư tiền làm phim, phát sóng trên kênh của nước ngoài. 24 phút chiếu mỗi bộ phim trong 3 năm trên kênh truyền hình phát hành ở 15 quốc gia khu vực châu Phi và các nước khu vực Đông Nam Á, tiếp cận khoảng 17 hộ gia đình có sức nặng đáng kể về công tác quảng bá đất nước, con người Việt Nam. Tuy nhiên, điều bất ngờ và trái ngược với quan niệm lâu nay của số đông về việc hoạt động quảng bá điểm đến Việt Nam trên truyền hình nổi tiếng thế giới, khi trao đổi quanh câu chuyện này, bà Anna Park Búc Đành, tổng giám đốc kênh Discovery ở khu vực Đông Nam Á, lại cho rằng đây cũng là những nội dung cần thiết của chính các hãng truyền hình này. Bởi lẽ, những bộ phim tài liệu tôn vinh sự khéo léo, tinh tế của con người Việt Nam là một phần nỗ lực trong đầu tư và sáng tạo ra những bộ phim có nội dung tốt nhằm phục vụ cho nhu cầu giải trí cũng như truyền tải thông tin tới độc giả của Discovery. Những câu chuyện hấp dẫn ở châu Á là một phần nội dung quan trọng của kênh truyền hình này trong hơn 20 năm qua và hiện nay vẫn tiếp tục được duy trì. Việt Nam luôn là điểm đến tuyệt vời với nền văn hóa lâu đời, truyền thống, được quan tâm bởi có nền kinh tế phát triển nhanh, công nghệ hiện đại. Đây là những câu chuyện mà Discovery luôn có sự quan tâm nên luôn mở rộng cơ hội làm phim về Việt Nam. Trong một thế giới phẳng như hiện nay, cơ hội dành cho tất cả mọi người, dù rằng để nắm bắt được các cơ hội này là thách thức không dễ dàng. Ông Vikram Channer, phó chủ tịch kênh Discovery cũng cho biết, hiện nay khán giả đang quan tâm đến khá nhiều các đề tài khám phá, các hoạt động nghiên cứu ẩm thực, món ăn đường phố. Đây là chủ đề thường xuyên có trên Discovery Channel nên rất có thể sẽ là những nội dung tiếp tục được chọn giới thiệu với khán giả trong thời gian tới. Trước đây, một số phim về Việt Nam đã được Discovery chọn sản xuất, phát sóng nhưng có chủ đề tương đối cũ là văn hóa, đời sống xã hội. Nhưng phim về người Việt đưa công nghệ viễn thông đến Đông Phi là câu chuyện hoàn toàn mới. Phim không chỉ chia sẻ câu chuyện về Việt Nam với bề dày văn hóa mà còn về sự thay đổi, chuyển mình mạnh mẽ, đưa sức mạnh của mình giúp đỡ khu vực khó khăn hơn nên tính nhân văn rất cao. Những câu chuyện như thế vẫn luôn rất thú vị, được khán giả quan tâm. Ngoài ra, những dự án phim khác về con người, ẩm thực, cách người trẻ hiện nay tiếp cận chúng cũng còn nhiều tiềm năng khai thác. Lịch sử Việt Nam hào hùng như thế nào trong series phim tài liệu nước ngoài? Người đàn ông này là dẫn chương trình của series phim tài liệu Đường Lạ trên kênh Discovery Asia. Anh đang cầm tờ giấy trên tay và bảo đây là hai câu thơ nổi tiếng nhất lịch sử Việt Nam được viết từ thế kỷ 15. Hai câu thơ ấy là: tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có. Và anh nói tiếp, Việt Nam là đất nước của những anh hùng. Tất cả những con đường, những tượng đài, những hình ảnh ở đất nước Việt Nam đều có dấu tích của những anh hùng. 2. Ly cà phê trứng. Vào những năm 40 của thế kỷ trước, một người pha chế của khách sạn Metropole đối mặt với một bài toán khó là nhu cầu uống sữa tươi của khách hàng càng lúc càng lớn, trong khi sữa tươi thì khan hiếm. Cái khó ló cái khôn, ông nghĩ ra việc dùng lòng đỏ trứng gà để thay thế. Bạn nghĩ là không hợp? Không, nó ngon tuyệt vời. 3. Về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh đứng trước mái nhà tranh ở Nghệ An và nói: Hồ Chí Minh đi khắp thế giới, thâu nạp về cho mình một lý tưởng và trở về dân tộc để tìm cách cứu nước. Vì người sinh ra từ mái nhà tranh này nên người cũng như họ, thấu hiểu được họ, cảm xúc của người Việt Nam. 4. Về người Việt Nam. Anh ngồi trong lòng địa đạo Vịnh Mốc và nói: ở trong đây, tôi đã nhận ra chủ nghĩa anh hùng có thể tìm được từ đâu. Hãy tưởng tượng họ ở đây, chùi rúc dưới lòng đất chật hẹp, nóng nực, bẩn thỉu và bên trên quê hương xinh đẹp đang bị tàn phá. Hãy tưởng tượng niềm căm phẫn của người Việt Nam lớn đến mức nào. Tôi đã chứng kiến nhiều mối hận thù của các quốc gia, từ ông chuyển sang cha, từ cha chuyển sang con. Nhưng người Việt Nam chỉ chấm dứt điều đó trong một thế hệ. Tôi, một người Mỹ, khi ở trên kia, đã nhận về mình những nụ cười tươi rói. Tôi nhận ra cách người Việt Nam đối diện. Thế giới này không có trắng hoàn toàn, đen hoàn toàn. Thế giới cần một cái tâm nhân bản. Con đường ấy mà người Việt Nam đang đi cũng là con đường anh hùng. 5. Anh hùng. Anh hỏi cô gái hướng dẫn viên du lịch: ai là anh hùng trong cô? Cô đáp: ông tôi. Ông đã 80 tuổi, đi qua 2 cuộc chiến tranh, nếm đủ mọi vinh nhục cuộc đời. Ông là một anh hùng. Lời kết của chương trình, anh hùng có thể còn là bác sĩ, là kỹ thuật viên, là một chàng trai trẻ muốn chứng minh mối quan hệ của Việt Nam với thế giới. Vậy anh hùng là gì? Anh hùng là người giúp đỡ mọi người và cuộc sống xung quanh tốt đẹp hơn. Tôi đứng đây để nói, Việt Nam, các bạn không đơn độc. Chương trình này được dẫn bởi phóng viên Jonathan Less, tên tiếng Anh của chương trình là The Road Less Travel. Các bạn thấy đấy, không phải người Việt Nam mời các hãng phim về làm việc, mà chính các hãng phim chủ động tới quay dựng những bộ phim đắt giá về Việt Nam. Điều này chứng tỏ Việt Nam đang được bạn bè quốc tế quan tâm nhiều hơn, các kênh chủ động hút khán giả hơn. Hãy cùng nhau xây dựng một Việt Nam hòa bình, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế, là một nước được bạn bè năm châu mến mộ và ngưỡng mộ nhé. Vì một Việt Nam giàu đẹp, hòa bình, phát triển. Tới đây thì Ad xin phép kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy ủng hộ Ad bằng cách like, chia sẻ, đăng ký. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!